xin được tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, vào sáng nay tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức hội nghị tri ân người có công với cách mạng năm 2024 và ra mắt ngân hàng gen ADN liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sĩ. Tới dự và phát biểu tại hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng dự có Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và hơn 400 đại biểu là người có công với cách mạng qua các thời kỳ, các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, bị địch bắt tù đầy, đại diện thân nhân liệt sĩ có nhiều đóng góp trong sự nghiệp cách mạng, chiến đấu, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Trước khi diễn ra hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ sự hy sinh, công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, 77 năm qua, công tác chăm sóc các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng luôn là tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng chính sách với người có công với cách mạng luôn được ưu tiên và dành nhiều nguồn lực. Từ năm 2013 đến nay, cả nước đã vận động gần 7.900 tỷ đồng để hỗ trợ hộ gia đình người có công. Thời gian qua, công tác xem xét giải quyết hồ sơ tồn đọng là một trong những kết quả nổi bật trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, với việc xem xét giải quyết dứt điểm hơn 7.000 hồ sơ tồn đọng, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với hơn 2.400 liệt sĩ, hơn 2.700 thương binh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trân trọng gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, những tình cảm sâu nặng, lòng tri ân sâu sắc nhất. Thủ tướng cho biết, sau gần 40 năm đổi mới với sự nghiệp phát triển của đất nước, được sống trong hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc, càng tự hào về truyền thống, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây và mãi mãi ghi nhớ tri ân công lao to lớn của gần 1,2 triệu người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu và hy sinh quên mình vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đời sống của người có công và gia đình người có công với cách mạng không ngừng được nâng lên cả về vật chất và tinh thần. Đến nay, theo thống kê, 99% hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú, và 99% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ. Đúng như là quan điểm của chúng ta ấy, là một cái quan điểm xuyên suốt mà trong cương lĩnh cũng như trong các cái bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là xuyên suốt của quá trình phát triển của đất nước chúng ta, là chúng ta không hy sinh công bằng tiến bộ xã hội, không hy sinh an sinh xã hội, không hy sinh cái môi trường để chạy theo cái tăng trưởng đơn thuần, mà vì vậy bao giờ cũng dành một cái nguồn lực thỏa đáng, nó phù hợp với điều kiện của đất nước ta để chăm lo cái công tác thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, những người đã hy sinh vì Tổ quốc, những gia đình liệt sĩ. Thủ tướng cũng cho biết hiện vẫn có những day dứt chăn trở khi đời sống của một bộ phận thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn. Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, ngày càng khó khăn. Còn khoảng 180.000 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập. Khoảng 600.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc còn thiếu thông tin, cần bổ sung xác định danh tính. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa với tinh thần không để người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước ta. Tôi đề nghị Bộ Lao động Thương binh Xã hội và các bộ ngành, cơ quan địa phương có liên quan tiếp tục chuẩn hóa các điều kiện tiêu chuẩn xem xét công nhận người có công với cách mạng theo đúng nguyên tắc chặt chẽ, thật sự xứng đáng, tôn vinh đúng đối tượng, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân được quy định thống nhất, rõ ràng, kịp thời, bổ sung cả về đối tượng và chế độ thụ hưởng đối với người có công, thân nhân người có công với cách mạng, và đặc biệt là chống tiêu cực,
tham nhũng trong cái việc lợi dụng chính sách này. Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, với trách nhiệm lớn lao và nghĩa tình sâu nặng, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nguyện tiếp tục chăm lo chu đáo để xoa dịu nỗi đau, thấm giọt nước mắt, làm vơi đi nỗi nhớ, để đời sống vật chất tinh thần của người có công tốt đẹp hơn. Thủ tướng cũng kêu gọi tất cả mọi người hãy luôn luôn ghi nhớ, tri ân và tâm niệm. Hãy sống, chiến đấu, lao động, học tập và làm việc sao cho xứng đáng với những người đã khuất, đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân, như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh. Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và đại diện người có công đã thực hiện nghi thức ra mắt ngân hàng gen ADN liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sĩ. Đây được xác định là giải pháp căn cơ để giải quyết, xác định danh tính, trả lại tên cho 300.000 liệt sĩ nhằm triển khai đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đề án 150, thực hiện với phương pháp giám định ADN và thực chứng ứng dụng trên nền tảng chuyển đổi số quốc gia và đề án 06 của Chính phủ. Sau đây thì tôi xin phép được dành ít phút để cho... Sáng nay, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 7. Đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì họp báo. Dự họp báo có đại diện lãnh đạo các bộ ngành chức năng, đại diện các ủy ban của Quốc hội. Lãnh đạo các ban đảng, các bộ ngành. Các luật được công bố bao gồm luật đường bộ, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản, luật thủ đô, luật bảo hiểm xã hội, luật sửa đổi một số điều của luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản và luật các tổ chức tín dụng. Đáng chú ý, việc sớm đưa luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản vào cuộc sống từ ngày 1 tháng 8 tới đây là phù hợp với chủ trương của Đảng, khắc phục tồn tại, hạn chế, nhất là trong công tác định giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đồng thời tạo hành lang pháp lý đồng bộ, giải phóng nguồn lực đất đai, thúc đẩy phát triển lành mạnh thị trường bất động sản, đẩy nhanh việc thực hiện các dự án đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện quyền của người sử dụng đất, bảo vệ quyền lợi cho người có đất bị thu hồi. Trong khi đó, luật bảo hiểm xã hội gồm 11 chương, 141 điều đã có nhiều sửa đổi, bổ sung theo hướng gia tăng quyền lợi, tăng tính hấp dẫn theo hướng khuyến khích người lao động, bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần. Luật cũng quy định cụ thể những trường hợp có thể đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Bên cạnh đó, người lao động không hưởng bảo hiểm xã hội một lần mà bảo lưu thời gian đóng để tiếp tục tham gia thì có cơ hội thụ hưởng các quyền lợi cao hơn. Luật cũng quy định điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm. Luật đường bộ gồm 6 chương, 86 điều, tập trung vào 3 đột phá chiến lược là thể chế chính sách, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, giải quyết các yêu cầu của thực tiễn với tầm nhìn chiến lược theo hướng thông minh hơn, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động đường bộ và tăng cường phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính. Quy định cơ chế chính sách đột phá chiến lược về đường cao tốc, tháo gỡ các vướng mắc trong việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách để nâng cấp các tuyến cao tốc trong giai đoạn phân kỳ theo từng quy mô quy hoạch, tạo hành lang pháp lý để đạt mục tiêu đến năm 2030, cả nước có 5.000 km đường cao tốc. Kính thưa quý vị, một trong những dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó là quyết tâm xây dựng chỉnh đốn Đảng. Với cương vị là trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện vai trò xuyên suốt, quyết tâm chính trị cao, dẫn dắt một thời kỳ xây dựng chỉnh đốn Đảng mạnh mẽ ở nước ta. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 của Đảng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực, cách làm ngày càng bài bản, có lớp lang, có những bước tiến mạnh mẽ, hiệu quả hơn, được nhân dân đồng tình ủng hộ, bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Đấu tranh phòng chống tham nhũng là cuộc chiến chống giặc nội xâm. Không tiếng súng, nhưng lâu dài và đầy cam go vất vả, để làm trong sạch nội bộ. Nói cách khác là bảo vệ sự tồn vong của chế độ. Đây là cuộc đấu tranh nội bộ trong chính chúng ta, trong mỗi con người chúng ta. Phải kiên quyết, kiên trì, làm lâu dài, bền bỉ. Có những người xảy ra cái trốn đi nước ngoài. Tôi bảo bây giờ trốn đi nước ngoài, sang nước ngoài bắt về đây rồi xử. Còn trốn nước ngoài mà không bắt được, luật pháp của nước ta cho phép xử vắng mặt.
trốn không được đâu. Trốn đi rồi tôi vẫn có quyền xử, xử vắng mặt. Tuyên bố công khai đi thôi. Và làm quyết liệt như vậy đấy. Bởi vì nếu không cái này sẽ làm hư hỏng cái bộ máy của chúng ta, làm mất chế độ của chúng ta trong cái chuyện đùa. Hội nghị Trung ương năm khóa 11 quyết định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, sau này là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, trực thuộc Bộ Chính trị. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban. Từ đây đánh dấu một bước cao hơn để chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống tham nhũng trên phạm vi cả nước. Đây là một công tác phải tập trung sự lãnh đạo của Đảng, cho nên cái Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng phải là một ban trực thuộc Bộ Chính trị, mà hơn ai hết người đứng đầu Đảng phải trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo. Và chính vì thế có thể nói là cái khởi đầu của nó, từ khi mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng được ra đời đến nay hơn 10 năm, thì rõ ràng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được đẩy lên một giai đoạn mới cao hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, với quyết tâm chính trị cao hơn và hiệu quả hơn. Công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày càng bài bản, quyết liệt và đi vào thực chất. Trong 10 năm đã có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, hơn 170 cán bộ cấp cao diện trung ương quản lý, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang bị xử lý, trên tinh thần xử lý một số người để răn đe, cảnh tỉnh, làm bài học cho nhiều người. Mục đích là làm trong sạch đảng, làm cho đảng trong sạch và vững mạnh, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đã là pháp luật thì phải thượng tôn pháp luật. Vẫn thượng tôn pháp luật thì không có trừ một ai cả. Bất kỳ ai vi phạm pháp luật đều phải xử lý. Nhân dân rất phấn khởi, cán bộ đảng viên rất phấn khởi. Mặc dù kỷ luật những cái người cán bộ như thế đau lòng lắm, chứ không phải sung sướng gì cả. Ngọn lửa đấu tranh phòng chống tham nhũng kiên trì kiên quyết hơn 10 năm qua chính là hành động quyết liệt của Ban Chỉ đạo Trung ương mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đốt lò vĩ đại. Ông chính là niềm tin, là chỗ dựa vững chắc trong cuộc chiến chống giặc nội xâm, không tiếng súng nhưng đầy cam go vất vả này. Với quan điểm nhân văn, nhân ái, nhân tình nhưng vẫn đủ răn đe giáo dục ngăn ngừa là chính. Song nếu phải xử lý thì phải nghiêm minh, đúng pháp luật và phù hợp với lương tâm tình cảm của con người. Tháng 10 năm 2012, tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 11, khi đọc bài phát biểu bế mạc, với tư cách người đứng đầu Đảng, Tổng Bí thư đã thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn dân về một số khuyết điểm lớn cả hiện tại lẫn các nhiệm kỳ trước. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước Ban Chấp hành Trung ương về những yếu kém tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, những suy thoái tiêu cực trong đội ngũ cán bộ đảng viên như nghị quyết Trung ương 4 đã nêu. Giọt nước mắt của Tổng Bí thư đã đi vào lịch sử. Day dứt của người đứng đầu Đảng trước vận mệnh của đất nước đã được chuyển hóa thành hành động kiên trì, kiên quyết đấu tranh với tham nhũng tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân. Nghiêm minh nhưng đồng thời cũng hết sức thận trọng, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, quyết liệt nhưng vẫn rất nhân văn. Trong cái số mà Đảng ta xử lý kỷ luật, đặc biệt là đối với cán bộ cấp cao, thì nó nổi bật, nó thể hiện rất rõ cái tính nhân văn, cái tính nhân đạo, nhân nghĩa, nhân ái, nhân tình, nhưng mà lại rất quyết liệt và thể hiện một cái quan điểm bất di bất dịch của Đảng, đó là không có vùng cấm bất kỳ người đó là ai, và cũng không chịu sức ép của bất kỳ cái sự tác động của tổ chức cái cá nhân nào. Đấy thì có thể nói là cái mà nó đọng lại, cái mà nó, chúng ta rút ra, cái mà người dân người ta thấy như vậy, và chính vì thế cho nên là người dân người ta tin tưởng vào Đảng. Công cuộc chống tham nhũng rất thành công, không có vùng cấm. Thì trong cái lĩnh vực này, tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là rất lớn lao đấy. Nhưng mà tôi muốn nói tới cái vai trò của lực lượng công an nhân dân. Và tôi cứ hình dung đây như là cánh tay phải của Tổng Bí thư trong cái việc mà làm trong sạch bộ máy, chống lại những cái thế lực mà tha hóa, thoái hóa, tham nhũng.
Đánh giá cao lực lượng công an nhân dân đã phối hợp rất chặt chẽ, lớp lang, bài bản và có hiệu quả với các cơ quan khối nội chính trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, có nhiều bước tiến mới trong điều tra khám phá các đại án tham nhũng. Tổng Bí thư cũng luôn nhắc nhở phải tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đẩy mạnh kiểm tra giám sát, kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng tiêu cực trước hết và ngay chính trong lực lượng công an. Mong các đồng chí hết sức giữ gìn, phải thật sự gương mẫu, thật sự là thanh kiếm và lá chắn, kiếm phải sắc, lá chắn phải vững, nhưng mà cái tâm phải trong sáng, cái đức phải tốt, chứ nếu không là tôi cũng xử anh cả về cái tội đức. Tôi cứ nói thật, phải hết sức tỉnh táo, giữ mình cho trong sạch, nghĩ mình phương diện quốc gia. Lòng dân ngày càng thấm sâu vào trái tim của Đảng. Và trái tim của Đảng thì gắn quyện với lòng dân. Bất cứ một cán bộ đảng viên và người dân Việt Nam chân chính nào cũng không thể nào mà không tin tưởng noi theo và tin tưởng tham gia vào các cái hoạt động của cái công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo nêu ra. Cuộc đấu tranh còn cam go và lâu dài, nhưng lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy. Giọt nước mắt và những day dứt trăn trở của Tổng Bí thư sẽ truyền cho chúng ta tinh thần kiên định và lòng quyết tâm không lay chuyển, đẩy lùi tham nhũng tiêu cực, thiêu cháy và xua đi những tiêu cực xấu xa để làm ấm nóng ngọn lửa niềm tin của dân với Đảng.